Xin chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là bác sĩ Nguyễn Thành Ân. À, quý vị các bạn thân mến, Ân đang ở tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Và nơi đây là cơ sở Dr. Vitat chính hãng của thương hiệu hệ thống chuỗi spa tiến sĩ da liễu thẩm mỹ và siêu thị mỹ phẩm Dr. Vitat. Và nơi đây sẽ cung cấp cho khách hàng những phác đồ điều trị mới nhất của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hóa, nguyên phó viện trưởng Viện Dưỡng Quốc gia Việt Nam, cũng như là những phác đồ của chính nhân chuyên làm đẹp cho các ngôi sao, những nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng ở đất nước Việt Nam chúng ta. Và đến với Dr. Vitat thì các bạn sẽ được thưởng thức những cái sản phẩm được coi là những phát minh, những sản phẩm nguyên liệu được giải thưởng trên thế giới. Và đến với Dr. Vitat của Spa Luyến Spa tại Nhạc Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, các bạn sẽ được chăm sóc những cái công nghệ mới nhất, những cái sản phẩm tốt nhất và quan trọng nhất, đó là phù hợp với da của bạn. Và nhắc lại một lần nữa, đây là cơ sở chính hãng của Dr. Vitat tại khu vực huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.